Good morning cả nhà. Mình hiện sáng bây giờ mình kéo tàu ra đây cũng chăng cái chỗ cái họ nuôi con sò này. Mình câu tàn tàn lai rai. Bên này thấy trời êm quá. Đúng rồi, để câu. Coi có gì không. Sao David? Any good? Still waiting. Waiting, huh? Yep. Yep. Little bite only. Little bite, that's whitefish. Yep. You gotta set the hook. Get warm up. Yeah, but bữa nay nước nó sụt xuống rồi, nó gồng xuống rồi. Bây giờ mình thấy mấy con phao nó bò, mấy con phao này mình có thấy. Sao anh chị? Đang rỉa hả? Focus hả? Hả? Nè, rỉa dữ dội mà vượt qua không dính gì. Chưa thả xuống lại. Cái con bự quá. Thả xuống lại chưa dính. Dứt rồi dứt ô oh. Kỳ vậy ta, mồi bự quá, mồi bự quá cắt mồi nhỏ xuống lại. rồi rồi mình chắc dính gốc rồi đó. Quay lên này, mồi bự quá rỉa hoài không hết mồi này. Dính rồi quay lên rồi. Vô dây cáp luôn rồi. Vô dây cáp rồi. Câu vậy quay là không kịp đâu. Con chì không á? Con á. Nghĩa không David? Đâu. Vô hả? Ờ, chỉ còn cá hả? Không. Chắc là nó kéo ngang cái dây cáp cái gì. Tôi te tu hết. Không, nó hơi nặng thôi hả? Ơi, đất ơi, Scopen. Ê. Đừng làm gì chú ấy. Cả nhà ơi, con cá mặt quỷ này nó chích, nó đâm một cái hả là khóc cả ngày á. Con này mình chưa còn nhỏ lắm, 10 in mình mới bắt được. Ok, cái này tính nó sợ lắm, hold on. Anh cầm cái phiêu cho em, Con này không dám đụng nữa. Cái này nó dính lâu rồi, nó cà lì, không biết. Rồi, mấy con này nó vậy. Rồi, cho mày trở lại. Từ từ dịch quay vô người cái là ăn chó luôn. Nó lội xuống dưới. Bốc nhỏ lại, bự quá, mồi bự quá. Cắt ra. Nên cái lưới câu cũng hơi bự á. Lưới câu này bự á. Yeah, lấy cắt slide ra nhỏ. Ồ, cá sớm tiên. Ồ vậy? Dạ. Thì. Phai. Nè anh Chí, kéo anh Chí. Đây, cắt cái miếng bắt cắt cho nó tươi tươi, nhỏ ra dài kìa. Có lý gì tính? Mồi giả đó hả? Dạ. Dạ, qua tiếp nha, bỏ tay. Giặt dữ vậy. Look like a bass. Oh man, what the hell? Trời đất ơi. Cả nhà ơi, con cá bông muối trắng này nó ăn mà giả luôn. Bó tay nó không? Bó tay thiệt luôn cả nhà ơi. Nó ăn mồi giả. Mẹ anh mà nó ăn sao cái miệng nó cái lưỡi câu bành chướng nha, ăn. Cầm cái. Easy dude. Làm gì dữ vậy? Thôi chắc cái đuôi nó con lại nó ăn cho nó. Cái nhà thấy không, con này nó thấy nó tròn quay à. Con này họ cho mình bắt 10, một người được 10 con. Rồi vô cái bay thẳng cho mày sống. Cái
thì cao cá mồi à. Oh my goodness. Giờ nè, giờ cho cái máy nè, máy giò cá nè, miên cái này là toàn là mồi không. Thấy không, nước bữa nay cũng còn 64 độ à, lạnh quá. Chưa có cá yellowtail với là cá nhồng. Để bắt rồi cắt là quay lên đấy, anh thấy nó nhiều. Cut down the small bit. Do you use the hook I gave you? Or? Yeah. Okay, yeah, cut it small bit. Ủa, xanh cái gì mà sao dài thòn ở chỗ cái đống ngồi vậy? Cái chừng dây cáp hoặc là coi những cái nhồng á. Anh đâu? Oh yeah, that's look like very cool. Small piece, okay. Yes, very small piece. Sao chị? Mới rỉ. Small piece là câu cửa. Ok, lấy mà giả kéo thử nha. Khúc thì cao, really good, rồi trót sờ. Rồi đừng dưới góc nha chú Bảy ơi. Vô động, vô gạn dưới góc rồi đó. Thôi cũng đã hả? Yeah. Are you serious? Em mới thấy nó nhảy lên á. Bé cua là hay bát chứ không biết đó. Bạn thấy nhảy phà lên á. Oh, I got a bite. Đã vậy à. I got a bite. It's a good bite. Oh, man. Để lấy cái gáp hả? Gáp hả? No, I don't think it's gáp, maybe bass. Bass hả? Bass mà phải dữ vậy? Yeah, bass. Yeah, đúng rồi, bass thường có nhọc là nó chạy văng văng lên rồi. Holy cow, that's a really good bass. Oh, cho nó miên một cái mửa, cho miên một cái bầy con cá. Oh yeah, nó ăn cái con. Anchovy. Yeah, that's why like nãy giờ nó bôi rồi. Nè, cầm dở lên đưa. Dạ, đưa lại rồi. Alright, cái nhà ơi, cá quá đã. Rồi. Quá đã cái nhà ơi. What bad. Con này chắc là không đủ size đâu. Nó 14 thôi. Khỏe. Ôi, cái miệng nó toàn là cái miệng tao là anchovy không à, miên một cái coi là nó ăn nè cái nhà ơi, này nữa nó tham ăn tới rồi. Ăn chưa nuốt nữa nè. Vô chi quá trời. Whitefish yeah, phải clean nó sạch sẽ lại. Nhổ găng nó luôn cái nhà ơi. Này ăn dơ quá. Nice. Beautiful. À, chắc ơi, chú Bảy ơi, cá nhả xíu chú Bảy. Không có đâu, nãy chín đâu, được gì đâu. Ờ, mẹ em câu này vui á, anh
That's pretty cool. Yeah, quay cái đó, quay nhẹ 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 nhẹ, relax thôi, từ từ, từ từ, từ từ, yeah. Quay em chạy theo tốt. Yep. Để chị có 6 ao rồi. David drop, David, David, David drop soon, hả? Huh? Yeah. Yeah, okay, alright, that's fine. I was thinking about moving back a little bit, but that's fine. Yeah. Yeah, it's a keeper. Yeah, it should be 14 inch. Yeah, you still measure. Still the online. I think this guy is. That's 16 inch. No, không nhôm vậy thôi. Nó đi nửa chừng vậy đó. Nó đi trên một nước cao cao vậy đó. Oh, David's got a bite. Oh, good, David? Yeah. You on? Yeah, I'm on. All right, David, you're right. They look like not a sand bass. Sand bass or a whitefish? I think sand bass. Oh, oh. Small one. Kéo hoặc hoặc xuống rồi. Oh, little whitefish. Oh, whitefish. That's not little. That's not good. That's pretty good size, David. Keeper. Yeah, it's a keeper. Nhớ rồi đó, cá đó kêu cái gì? White fish. No, white boy. White boy. Đi đảo á, nhớ không? Oh man, tới đây chỗ cái cable á. Yeah, yeah, dưới dưới này. Đây, kéo lên đây, đây. Cho anh chỉ quay lên. Được chưa? Ừ, ở dưới này toàn là dây dây cáp gì không ở nhà. Câu quê vậy đó. Bị quát hả? Móc hồi nãy nó móc ở dưới bo rồi. Gặp cái đó lại, oh man, đã quá, hai con luôn. Mà em đi lên đảo có con bự nữa em để sao em câu lần ba con dính hết luôn. Dính hết ba con bass luôn. Are you serious? Tại vì nó đang bôi rồi, em quăng vô là tao lên rồi lộp, oh man, dính tôm luôn á. Ở trên đảo mà mấy con đó nó đói, nó đói không biết hồi đời nào vậy. Nè, em cậu con bự dưới nữa. Này cũng kỳ. Chị kéo luôn thôi. Ngoài này mấy con cá bự hôm bữa của anh còn vô đây nữa. Con bữa ừ. Ô men đã ra nguyên bầy cá luôn. Nó không có lựa con nào bự bự. Ê man, really good bottom girl. Rồi vô xuống. Ở đây giờ thấy có lý lắm. Rồi David, nó xuống David rồi. Đó, vô chú bảy ơi. Đó, ai dính liền. Ê, từ 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 từ, nhẹ nhẹ. Mới đã xuống chưa kịp tới đất cho nó bên ăn rồi. Ăn chua không? Gì trời ơi, cá này kéo phải ráp chứ ơi, con chua vậy. Gáp. Ồ, vô. Để vô nách, kéo về thổi khỏe hơn. Đi. Nó quay lên. Đi.
Ồ. Bass. Bass thì còn béo quá. Béo quá, thấy con sông. Vô hả? Nice. Man, you gonna kill them today. Really good. Really good today. Good size, hả? Good size, hả? Yeah. Sand bass, yeah. Sand bass, small one. Vô coi hả? Còn. Deep color. Nice. What the? Yeah, it's a baby sand bass. Wow, con ơi. Này baby, nó đâu có ăn đâu, nó móc ngoài. Móc ngoài luôn. Cá này không đếm được, cá này chưa có ăn à. Bị móc ngoài. Trời ơi, con ói ra nữa. Gần tới bottom á, nó đi ở từ xuống khoảng chừng 75 feet. Nó ăn nó lúc đi xuống hả? Nó trôi trôi vậy nè, nó chạy theo nó phá. Ủa, cái đó cái cục bui hả Tính? Bui tạo. Ôi ra, bụi dữ vậy. À, kia ba cục bự bành trước nữa, rồi nãy giờ mình tưởng nó tàu đó. Ừ, bài quát đều. Thôi, tắt máy đi, bỏ tấm xăng. Ồ, chú bảy vô kìa. Ủa, từ từ anh chí. Từ từ. Chuyện đâu còn đó. Easy. Hồi bữa đi bữa nghe. Cái này cá này bass nữa rồi, chắc là bass rồi, bass rồi. Rồi. Hồi nãy là con nhỏ, bây giờ con bự rồi nè. Nặng hơn nãy. Em phải clip it up and kéo lên từ từ hả? Trên bass. Rồi, tới gì găng rồi, Oh my god, hai con quay fish một con bass. Trời đất ơi. Trời đất bass vậy. Dưới con bass. Oh, con bass, I think it's a good size. Đó nó lại. Thả dây ra. Oh, thả dây lúc này phải cầm cái đó. Rồi, gỡ cái đi. Mới hồi hơn. Good job anh Tấn, anh chờ anh chị. Oh man, 50 feet đến đây. Ừ, nên chú biết cho nó kìa. Mày em quá sợ heo. Bởi vì em biết đi đâu nó không ăn. Rồi, đo luôn chứ, đo luôn. Đây, đo. Đây, đo nó cần bao nhiêu. Đây, móc cái màu dài dài á. Tua tua. Oh man, 15. Để cái đầu sớm rồi. Yeah. Yep, 14 mình gửi. Ok. Rồi. Right behind the boat. Để dành cho tao. Hết ngoài rồi David. Dạ, yeah, cắt cái lấy cái kéo cắt cái mồi, cắt cái gà nhỏ nhỏ ra David. Thấy 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 anh Chí làm không? Gì không? Không con mà còn hai con luôn á. Lợi hại quá, lợi hại. Mẹ rồi bây giờ cái gói kia rồi gỡ rồi. Không nó nhỏ, không xíu. Cái dây này nó gói này ok. Rồi, sửa. Rồi móc rồi cho nó cái tưa gầy được. Quăng vô hướng này đó, quăng vô này kéo trôi xuống như này.
nhấp lên cho nó phần bottom mới đi vết dở lên cho nó drop down cho đụng đất xuống giờ. Yeah. Nó ghĩa cái view đấy. Nó ghĩa mà giật gì hết tôi giật. Không giật là nó ăn hết chân mồi á. Đó, dính rồi đó, xỉ, vô đâu. Thấy không, xỉ. Nice. Later chứ. Ở đây nè, đây nè. Cả nhà đang dính quá xa rồi. Oh man. That's really good. That's really awesome. Bự không? Oh, it's really good size. Cả nhà vô rồi. Cây này mấy anh em đi tới đây sáng sớm mà cá nó đói bụng á, nó ăn dữ rồi cả nhà ơi. Cái này double. Oh, hai con whitefish. Oh mẹ, con whitefish đã quá vậy. That's a good job, David. Quá đã, David. Oh, con nó đo lại, maybe not yeah, mà nó chắc là từ 12 inch đó. Đo lại. Dí vô nữa chị. Vô nhẹ hả? Quay phía, chắc là quay phía rồi. Oh mẹ. Thường sáng mấy anh em câu dữ dội vậy. Yeah, no go. Dạ quay. Ừ, cái nhà cá đó nó bắt nữa. Cá đó phải 14 inch nữa mới bắt được. Man, David, that's a very good job, David. Double whitefish. Yeah. Gì? Yeah. Đâu có cần đi ra đảo San Lobo đâu hả? ra đây có canh chua rồi có cá kho gì đủ thứ hết. Oh man, really good job there, David. Oh, chị quá đã chị. Yeah, với cái mồi nhỏ vậy thôi. Oh, lưỡi câu cũng lại hài dữ à. Lưỡi câu nó bán dữ lắm á, lưỡi câu mà ôn nè, nó dài á. Lưỡi câu đó hồi xưa là mấy anh em mình câu yellowfin tuna đó. Mấy anh David ơi, cầm một câu gì cái chừng ở David nó gớt xuống cái là đi á. Yeah, your shiny reel. Your favorite. I think you caught everything with that thing, right? Oh yeah. Got the yellow tail. The Kit Kat. Damn it. Kéo nhớ nhóc chạy theo tám hết tên. Mẹ, mấy cá bass này thiếu hả? Vui quá hả? Nhà bữa nay trời êm quá, êm luôn. Sương mù, hồi sáng chạy gà, sương mù không thấy cái gì hết. Bữa nay giấc này hơi ngoài nắng lên, hơi sáng lên chút xíu đỡ. Chứ hồi nãy là chạy ra là không có thấy cái gì hết. Chỉ là dùng GPS rồi dòm thì cố gắng dòm để đừng cho mấy chiếc coi mấy cái tàu khác nó có chạy tới mình không, hay là mình chạy cán lên nó. Oh man, nó ăn các con nhỏ này. Oh man, nó mới đi ngang qua kìa. Nó giờ nó nằm vòng vòng ở đâu đây nè, tại mình đâu có đâu cho nhiều đâu. Nước trên kia nó chảy ra gần số gió thổi vô. Oh David, dữ vậy David. It's okay, ở đây. Sao ở con này lòi ra luôn hả anh Thân? Holy cow. Holy cow. Cái đầu kia nó mới chim vô nha. Đúng rồi. Yeah, ở đây cho David giật thoải mái. Nice whitefish. That's some good, pretty good, David. Good size whitefish. Yeah. Can't complain right here. Exactly. What the? Giống như cá cơm nha. Oh man, nó lên ăn cá đó đó. Yeah. Cái nhà nè, coi nè, cái này là cá xoay kìa. Đó, thân nhìn cái này nè, cái này là cá cơm của bên Mỹ nè. Mỹ này cũng có cá cơm nữa. Không gì cả.
Oh my goodness. Oh, nó lên nó táp mấy con này nè. Không biết trong camera có thấy không cả nhà ơi? Cái nào thấy nè, nó nhúng nhúng nhúng. Thầm đó luôn. Ăn dính rồi cái đó, để một chút coi cho nó kiếm con nữa. Rồi xong. Mòn luôn. Hai con mà không được, mất luôn con. Dạ em quay từ từ nó lên nhấp vậy đó. Dạ. Nó đem phi nó lên trên nửa chừng nó ăn theo miếng cá này nè. Oh, David. Say something so I can video you, man. Yep. There you go. Sao David cảm giác thấy như thế nào? Oh, man, it's a fighter. Fighter, huh? Yeah. Càng lưỡi có bác không? No gap needed. Bangs it over. That's a good whitewash. When's the last time you went fishing? Oh my goodness, that's a good size, dude. That's pretty size. Hey, complain the size. Damn, cái này bự á. That's not bad. I got half of my limit already. Your limit already. Nghe chi? David nói là được phân nửa limit rồi đó. Thêm 5 con nữa là bắt đầu là David ngồi là hút thuốc lại đây á. Very nice. 30 giây nữa là đủ rồi. 30 giây nữa là đủ rồi. Nhìn thổi ra gian vậy. Chú quẩy. Ồ. chơi kiểu old school hả? À, hình như là nó hút rồi đó anh chứ. Rồi em vô góc rồi. Oh shoot. Oh good. Thả cho nó đêm đụng đắc rồi mình không có gì amu in back in there a little bit. Yeah. Không có gì dời tàu gì kia xíu. Yeah, mình cũng hơi xa cái chỗ đó. Xa cái school của nó. Dạ, quăng xéo vô giọng đi. Dạ, tên. Oh, nice. Very nice. Yeah. One more minute. Không có cái gì, không có nhúm nhít gì hết trơn đó là dài tàu đó nha. How long has Bury been here already? Ở đây lâu rồi đó. Vậy hả? Ờ, cũng là để nhất cũng là 4 năm rồi đó. Wow. Hơn 4 năm chứ hả tính? Ừ đó nhớ mình mấy anh em mình đi ra đây câu yellow tail á nhớ không? Chiếc panga á. Yeah. Ừ. Ở đây có yellow tail câu không? Oh, hồi xưa yellow tail nhiều lắm. It's a lot of yellow tail. Không biết bây giờ làm sao chứ, but there was, used to be a lot of yellow tail. Oh. Good, David. That's okay. Giật đi không sao đâu. Giật mỏ luôn. Giật tét mỏ luôn. Đi tuna thì không giật gì được. Mà cái này được tự do để mà giật. Còn dễ đúng không? Yo, man, lưới câu nhỏ lại hại lắm. Mấy cái thằng cái bóng lúa trắng này là cái miệng nó nhỏ.
Hey, David không có nói gì được nha, đó là racist á. Oh, sorry. Yeah. I didn't know you play on camera. Oh my goodness. Oh, dang. David câu còn mấy con tiếp theo á. Okay, quay lên chị, quay lên chị. Toàn á còn ghĩa anh chị. Ghĩa, okay, ghĩa tiếp tục câu. Ở dưới bò làm á. Holy macaroni. That's a good size, David. Wow. Very nice. Can't complain. Cái nhờ cái video này thì cũng hơi dài, mình tạm thời ngưng lại ở đây và cũng mời cả nhà theo dõi cái chuyến đi câu cá này trong phần 2 mình sẽ ra trong những ngày tới. Cái video của mình nó dài cũng một lý do là mình cố gắng để mà mình quay, mình không có cắt rồi chỉ là chiếu cái phần mà kéo cá không cả nhà. Mình muốn cho cả nhà kinh nghiệm cái chuyến đi câu cá từ đầu tới đuôi, trừ khi mà cái phần nào mình thấy mà nó không có nó rất là tệ, mình không có nên để lên trên internet thì mình YouTube thì mình sẽ cắt ra. Chứ còn mà tất cả là đều là vui vẻ và mình để lên để chia sẻ cái trong một tuần mình làm mệt rồi weekend thì trong cái cuối tuần mình kéo tàu mình đi câu vui vẻ với lại anh em, mình cũng chia sẻ những điều đó, không chỉ mà ngồi đó mà chỉ là kéo cá không cả nhà. Miễn cả nhà thích những cái video này của mình thì xin cả nhà ủng hộ mình, subscribe, like và comment. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Guy. It's a little guy. Oh, man.